Tổng thống Trump thách thức Trung Quốc dám động vào bãi thư chính. Sáng ngày 24 tháng 7, trong cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ, Trump đã tuyên bố kêu gọi các nhà sản xuất dầu khí đứng đầu tại Mỹ hỗ trợ Việt Nam tiến hành khai thác dầu khí tại khu vực bãi thư chính. Trung Quốc đang bành trướng thế lực ở Biển Đông bằng vô số hành động khiêu khích. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ có thêm nhiều quốc gia khác bị đe dọa. Tôi kêu gọi các tập đoàn dầu khí nước ta nhanh chóng xúc tiến hợp tác cùng khai thác dầu khí tại Việt Nam, bất chấp những hành động của Trung Quốc. Phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc họp, đây được xem là động thái của Tổng thống Trump công kích thách thức Trung Quốc trước hành động vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Hơn hết, đây cũng là động thái ủng hộ của Mỹ dành cho Việt Nam về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng trước các tường thuật có nội dung nói Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí tại Biển Đông, bao gồm các hoạt động thăm dò, khai thác mà Việt Nam đã tiến hành từ lâu nay. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định những hành động như vậy của Trung Quốc đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Vào năm 2018, ông John Bolton, cố vấn an ninh Mỹ, đã từng nêu ra những phát ngôn cứng rắn đối với Trung Quốc. Sau khi đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông được thông qua, Mỹ sẽ hợp tác Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông, dù có Trung Quốc hay không. Từ 2018 đến nay, ExxonMobil, Petrohan, Hinkoff và các hàng loạt tập đoàn dầu khí Mỹ đã lần lượt tới Việt Nam thăm dò, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm khai thác dầu khí, mặc cho những hành động ngang ngược mà Trung Quốc đang tiến hành trên Biển Đông. Trong một diễn biến khác, hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và biên giới Ấn Độ bị Mỹ đưa vào tầm ngắm. Một chuyên gia Mỹ nhận định tham vọng bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực giáp biên giới với Ấn Độ nên được xem là trọng tâm trong những nỗ lực duy trì an ninh của Mỹ. Trung Quốc là đất nước rộng lớn có khả năng thay đổi lối sống của chúng ta ở Mỹ và thay đổi trật tự thế giới theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Trump. Diễn đàn an ninh Aspen thường niên diễn ra trong 4 ngày và kết thúc hôm 20 tháng 7 ở thành phố Colorado với sự tham dự của các quan chức hàng đầu về chính sách của Mỹ đã đề cập nhiều vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Tướng Johnny Thomas, đảng nghỉ hưu, cho rằng Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, đang đặt ra những thách thức lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ mà Mỹ chứng kiến trong gần 20 năm qua. Đây là lĩnh vực mà chúng ta từng chứng kiến sự thiếu cạnh tranh. Nếu nói về mức độ cạnh tranh ngang hàng, ông Thomas nhận định. Cũng theo ông Thomas, Bắc Kinh đã buộc Mỹ phải ưu tiên các tiếp cận toàn diện đối với ứng dụng 5G trong quân sự cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, cựu giám đốc Ủy ban quân vụ thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Chris Brown cho hay những tham vọng bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và tại khu vực biên giới với Ấn Độ nên được xem là vấn đề trọng tâm trong nỗ lực duy trì an ninh của Mỹ. Tôi vô cùng quan ngại về sự bành trướng mà tôi không hề biết. Mà tôi không biết đến đâu mới chấm dứt, tôi cho rằng đó là vấn đề trên hết mà Mỹ cần tập trung và cần có khả năng săn đe các hành động bành trướng và hung hăng từ phía Trung Quốc, ông Gross nói. Ông Gross cũng cho rằng Mỹ có nguy cơ mất đi vị trí thống trị lâu nay trước Trung Quốc nếu như Washington không có phản ứng trước làn sóng đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Gross nhấn mạnh Trung Quốc chưa đạt đến mức đe dọa toàn diện trong lĩnh vực công nghệ. Hôm 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra tuyên bố quan ngại trước những thông tin cho thấy Trung Quốc đang cản trở hoạt động khí đốt trên Biển Đông, trong đó có hoạt động thăm dò và khai thác lâu dài của Việt Nam. Những hành động gây hấn liên tục của Trung Quốc nhằm vào hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt ngoài biển của các nước lân cận đang đe dọa đến an ninh năng lượng và cản trở tiến trình xây dựng một thị trường châu Á-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho hay các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp, thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Duy trì trật tự hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, tuần duyên Mỹ gia tăng hiện diện ở Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Tuần duyên Hoa Kỳ sẽ gia tăng sự hiện diện ở vùng châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với những ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, Đô đốc Khan Schultz, cho biết như vậy trong một họp báo qua điện thoại hôm 23 tháng 7. Đô đốc Khan Schultz cho biết tuần duyên Mỹ muốn tăng hiệu quả và sự hiện diện thường xuyên trong khu vực qua khả năng viễn chinh, và đó là lý do Hoa Kỳ tăng cường hoạt động ở khu vực châu Đại Dương. Ông đồng thời cũng cho biết vào tháng tới Hoa Kỳ sẽ triển khai các tàu tuần duyên tới khu vực này nhằm củng cố khả năng của các quốc gia đảo. Tuyên bố của tư lệnh tuần duyên Mỹ được đưa ra vào lúc giữa Trung Quốc đang triển khai tàu khảo sát địa chấn cùng các tàu hộ tống đến khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, phía tây quần đảo Trường Sa nhiều tuần qua. Nói về sự hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam, Đô đốc Schultz cho biết nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, Hà Nội đã tăng sức mạnh lực lượng cảnh sát biển của mình lên rất nhiều. Hồi năm 2017, tuần duyên Mỹ đã bàn giao tàu tuần tra USCGC Morgantown thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu này được biên chế vào Cảnh sát biển Việt Nam và đổi tên thành CSB 8020. Đô đốc Schultz cũng cho biết tuần duyên Mỹ cam kết về lâu dài trong việc hỗ trợ các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm chuyển giao thêm tàu tuần tra, diễn tập an ninh đa quốc gia, thiết lập thỏa thuận tìm kiếm, cứu hộ song phương, hành pháp chia sẻ về chuyên môn kỹ thuật. Năm ngoái, tuần duyên Mỹ đã triển khai hai tàu Bethod và Staten đến khu vực Tây Thái Bình Dương về hạm đội 7 của Hải quân Mỹ. Theo Đô đốc Schultz, mặc dù những tàu tuần duyên của Mỹ trong khu vực vẫn ít hơn rất nhiều so với các tàu hải cảnh của Trung Quốc, nhưng Mỹ đang làm việc với các đối tác của mình qua các hợp tác đối tác và tương tác minh bạch. Trong một diễn biến khác, tuần duyên Mỹ theo dõi hành động Trung Quốc ở Biển Đông. Hoạt động của lực lượng tuần duyên Mỹ đang được tăng cường theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng nước này. The Free Star ngày 25 tháng 7 dẫn lời một đô đốc Mỹ nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng tuần duyên nước này tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông được coi là hình mẫu về quản trị biển. Đô đốc Carl Strauss, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các hoạt động của họ tại Biển Đông đã được tăng cường theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã triển khai hai tàu tuần duyên USCGC Protoss và USCGC Triton đến khu vực này từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm 2019 vừa qua. Chúng tôi cho rằng những gì chúng tôi đang làm là hành động phù hợp, ông Strauss nói trong một cuộc họp ngắn, đồng thời khẳng định sự hiện diện của tàu Mỹ ở Biển Đông nhằm tìm cách củng cố nguyên tắc duy trì vùng biển mở và tự do. Tôi nghĩ sự minh bạch của chúng tôi là không ai có thể sánh bằng, ông Strauss nói và ám chỉ đến những động thái mà phía Mỹ cho là cưỡng ép, bắt nạt gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông Strauss, có một thực tế là số lượng tàu của Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông đang tăng lên. Đi kèm với đó là các hành động không phù hợp bất chấp luật lệ của lực lượng tuần duyên cũng như Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tôi nghĩ cần phải có tiếng nói của lực lượng tuần duyên, tiếng nói của Hải quân Mỹ, các đối tác đồng minh, đối tác khu vực, các nước láng giềng. Cần phải có một sự thúc đẩy quốc tế để nói cho họ biết rằng chúng tôi lên án các hành vi khiêu khích hung hăng, không phù hợp với trật tự, không dựa trên các quy tắc, Đô đốc Strauss nhấn mạnh. Hồi đầu tháng 7, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam. Theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã trao công hàm phản đối kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Trong một diễn biến khác, Đô đốc Mỹ kêu gọi quốc tế chống hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ cho rằng quốc tế cần chung sức chống lại những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo báo chí Philippines, trong một hội nghị qua hệ thống viễn thông hôm qua, ngày 23 tháng 7 năm 2019,
Tư lệnh lực lượng tuần xuyên Mỹ Đô đốc Carl Schurz kêu gọi các nước đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ trong vùng cùng lên án những hành động hung hãn nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đô đốc Schurz nhấn mạnh đến việc hải cảnh Trung Quốc đã huy động đông đảo tàu tuần tra được tàu của hải quân nước này yểm trợ tại những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh chiếm giữ và tại phần lớn vùng Biển Đông. Hành động gây hấn mới nhất của tàu hải cảnh Trung Quốc là sách nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo lời tố cáo của Hà Nội, Đô đốc Schurz nhấn mạnh tuần xuyên Mỹ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Phía Việt Nam đã nhiều lần hoàn thành chức năng bảo vệ tự do hàng hải. Theo ông Schurz, việc lực lượng tuần xuyên Mỹ có mặt ở Biển Đông là nhằm mục đích tái lập và tăng cường luật pháp quốc tế ở khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Duterte tỏ ra bị khuất phục trước Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trước Quốc hội Philippines hôm 22 tháng 7, ông tuyên bố rằng việc quân đội Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã chiếm hữu và kiểm soát toàn bộ con đường hàng hải chiến lược và dầu tài nguyên. Tổng thống Duterte biện minh rằng ông không muốn thách thức và xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, thẩm phán Antonio Carpio của Tòa án Tối cao Philippines chỉ trích Tổng thống Duterte đã nhầm khi nói rằng Trung Quốc sở hữu Biển Đông vì Bắc Kinh chỉ chiếm bãi đạo nhân tạo tương đương với 10% tổng diện tích Biển Đông. Dường như lập trường nhún nhường của Tổng thống Duterte tiếp tục được người phát ngôn Salvador Panelo bảo vệ khi bác bỏ phát biểu của thẩm phán Carpio. Trong buổi họp báo ngày 23 tháng 7, ông nhấn mạnh khi người ta có một căn cứ quân sự, thể hiện rằng họ có thể kiểm soát toàn bộ khu vực, điều đó có nghĩa là họ đã chiếm giữ khu vực đó.